cái tua rồi, vào dùng cái. Nhanh à, thằng này nữa. Bố này. Dạ, dạ bố ạ. Bố bảo này, trưa nay bố khoan cơm ở nhà nhá. Dạ vâng ạ. Bố đưa cho con ít tiền, con mua thức ăn cùng em ăn nhớ chưa? Vâng ạ. Ờ, hai chị em chia nhau ăn nhá. Vâng ạ, con xin bố đi ạ. Có việc. Con xin ạ. Thôi nha anh em nhá, mai chơi tiếp. Bây giờ đi có việc tí đã. Nobita chiếc ăn hiếp bạn bè. Nobita thật yêu Suka, hoa hoa hồng tặng cho trái em. Nếu trái em bằng lòng cưới Nobita làm chồng thì một năm sau Nobita ra đời. Yeah yeah yeah. Đống này làm bao nhiêu tiền nhỉ? Mình đưa cho bà đấy là bao nhiêu? 200 à? Thế thì đống này sao lại 40.000? 170 à? 170 đống này á? Xem nào, 200 trừ. Đừng, tôi không biết gì cả. Thôi đi về đã. Úi dồi ôi. Yêu ơi, bẩn thế à? Con trâu này. Nhà vệ sinh không nhỉ? Yến em gì? Quên mất, con trâu làm gì biết nhảy nhà vệ sinh nhỉ? Tức thật đấy. Bẩn hết cả dép. Ôi, thằng bà chưa về à? Thôi, mình ăn thôi, tí nào nó lại chạy cái phần của mình. Này nhà bà đến ngon thế nhở? Nobita, Doraemon, Neji, Jen. Jen, mày biết nhỉ? Ra đây cầm mình, nhưng mà anh của ta. Jen mới. Vào, bỏ ra. Muốn ăn thì đi mà mua. Đi mà mua nhá. Không, chị nói gì như thế? Phải cho em một cái chứ. Này, thế cho mày một cái. Wow, chị nhiều thế. Sao chị cho em có đúng một cái? Mày nhỏ mẹ đi thôi. Mà cái này của tao chứ không phải của mày đâu mà mày xin nhiều ấy. Không biết. Cho em đi ra. Hai cái nữa đi. Không. Không biết. Không thì tao lấy lại cái này nhá. Mày đi đâu? Không. Đi ra. Mày im mày, không tao lại lấy lại cái này đây. Không biết nhưng mà chị phải cho em một cái cơ. Không. Cho em một cái. Của tao mà. Không biết. Mày là kêu ai không tao lấy được cái này. Cho em một cái ngay. Mày bỏ ra. Này. Vâng. Cho em thêm một cái nữa đi. Không. Cho em bỏ ra. Mà mày đang cầm cái gì đây? Đây là hộp tiền tiết kiệm của em. Thế bây giờ mày muốn ăn không? Em có. Muốn ăn chưa gì? Vâng. Thế bây giờ mày phải chơi với tao một trò chơi. Chơi cái gì? Chơi thi ăn. Thi ăn bằng tiền nhá. Bây giờ nếu mà mày thắng thì mày được cả tiền với lại mày được ăn luôn. Tao cũng thế. Không được. Chỉ bỏ tờ, cái bông chỉ không tờ. Em không ăn nổi được đâu. Tao đã nói xong đâu. Bây giờ nhá, ví dụ nhá, thì tao sẽ cho mày hai hộp sữa. À đâu, tao nhầm. Cho mày ba hộp sữa đi. Tao hai ở đâu? Nhầm, từ dạo này tao chơi game nhiều tao bị ngã. Tao cho mày xem nào. Cho mày hai hộp, tao ba hộp thì mày chẳng được lời quá gì nữa. Vâng. Thì mày chẳng ăn nhanh hơn tao à? Kiểu gì mày ăn nhanh hơn tao xong mày được cả tiền còn gì? Vâng. Thế chơi không? Em có. Thế vào đi. Chắc chắn là em sẽ thắng chị. Ừ. Lôi tiền ra. Vâng. Bao nhiêu tiền? Ván đầu đặt cọc 50 trước. Vâng.
nhiều tiền phết nhỉ? 50.000. Đây. Đúng không đây? Có à. Được rồi. Mày bắt đầu chưa? Rồi ạ. Sẵn sàng nhá. Vâng. Nào, bắt đầu. Bây giờ như này nhá, có 3 con xúc xích thì
Còn cái túi thành này thì tao bóc ra. Tao mới 5 cái, mày 5 cái, chấp nhận không? Lần này tao cốp vừa cốp nhiều tiền, tao vừa ăn nhiều hơn mày. 100% lần này mày thắng. Này, mày 5 cái nhá. 2, 4, 5. Tao 15 cái. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Đấy, được chưa? Vâng. Nào, bắt đầu nhá. Vâng. Lần này là lượt chốt cuối cùng để mày gỡ tiền đây. Vâng. Nào, ăn xúc xích chưa nhá? Vâng. Bắt đầu này, bắt đầu. Con làm sao đấy? Bố à? Đứa nào vứt hết xúc xích với lại thạch xuống đây hả? À, hóa ra chị chơi ăn lên. Thảo nào chị ăn nhanh thế? Các con chơi cái gì? Dạ... Ngồi xuống đây, các con chơi cái gì? Ngồi xuống đây. Dạ, bố ơi. Chơi cái gì? Lúc nãy chị mua đồ ăn về, chị không chia cho con. Chị bảo là lấy hết tiền tiết kiệm ra để kèo. Để kèo cá cược á? Vâng. À, thế lấy tiền ra cá cược. Thế thì các con đang đánh bạc với nhau à? Dạ, à? Không. Thì à? Thì tại nó có xin con thì con cũng không đủ ăn. Không đủ ăn á? Dạ. Bố cho con mấy trăm nghìn đi mua đồ ăn, bố đã bảo là hai chị em chia nhau ăn. Mà con mang về xong con lại rủ em cá cược. À, cái này có phải dụng, cái này nó có khác gì cái hình thức đánh bạc đâu? Hả? À? Dạ. À, các con còn nhỏ thế này đã có xin cái thói hư thế này rồi hả? Dạ. Ừ? Mà lãng phí đồ ăn thế này à hả? Vứt hết xuống đây chị cún phải không? Vâng ạ. Dạ vâng ạ, là con vứt ạ. Con học lớp 11, 12 rồi mà con hư thế này à hả? Thức ăn không chia dành nhau, không chia nhau ăn rồi là còn mang tiền cho cá cược, khác gì là đánh bạc, khác gì thức cá cược. Bây giờ còn nhỏ thế này đã làm thế này rồi, thế lớn lên như thế nào hả? Dạ. Con xin lỗi bố ạ. Xin lỗi là xong à? Từ lần sau không được làm như thế này, nhớ chưa? Dạ vâng ạ. Vâng ạ. Xin lỗi bố. Con không có lỗi, mà chị Cún là người có lỗi. Lãng phí thức ăn thế này, có người ta muốn rồi chẳng có mà ăn. Mình có ăn thì là lãng phí đi. Tối hôm nay có nhịn cho bố. Dạ. Nhịn cơm cho bố, nhớ chưa? Dạ vâng ạ. Hôm nay nhịn cơm. Vâng ạ. Không được ăn. Con xin lỗi bố ạ, tại sao con không làm thế ạ? Bố ơi, tha lỗi cho chị Cún đi. Bố tha lỗi cũng được, từ giờ trở đi bố mà phát hiện chị Cún lãng phí thức ăn
rủ em chơi những cái trò chơi mà hình thức cá cược như thế này. Bố sẽ đánh cho một trận, nhớ chưa? Vâng ạ. Bố sẽ đuổi con ra khỏi nhà luôn, nhớ chưa? Dạ vâng ạ. Con xin lỗi ạ. Xin lỗi cả em đi. Xin lỗi, à chị xin lỗi em ạ. Vâng, em xin xin lỗi cho chị. Ừ, từ là sau chị có gì chị sẽ chia em. Vâng. Vâng ạ. Chị cứ nhặt hết thức ăn này lên cho tôi. Vâng. Cho bố. Vâng ạ. Nhanh lên. Nhặt hết lên. Lãng phí. Người ta muốn thì ăn thì chẳng có, mình có ăn thì là vứt đi. Rủ em chơi những cái trò chơi mang hình thức cá cược, mất nết,